Hứa Ngụy Châu bế thốc Đàm Tùng Vận, nghịch như trong sóng ở hậu trường. Màn cuối cùng khiến Hứa Ngụy Châu vui vẻ lại là cơn ác mộng đối với nữ chính Đàm Tùng Vận. Hậu trường siêu đáng yêu của Đàm Tùng Vận, Hứa Ngụy Châu được tung ra, trong đó nam diễn viên đã bồng bế vạn diễn và xoay vài chục vòng đến chóng mặt. Khán giả khi xem xong còn xỉu nhường, dùng cả hai chứ đừng nói đến ekip sản xuất. Cụ thể cả hai đã cùng quay cảnh Mã Hiểu Hiểu và Âu Tiểu Kiếm gặp lại nhau sau một khoảng thời gian. Có thể đoán được cuộc hội ngộ này vô cùng vui vẻ bởi nụ cười nở trên môi Hứa Ngụy Châu, cùng với việc anh chàng còn ôm chầm lấy Đàm Tùng Vận rồi xoay cô như trong chóng. Thế nhưng cảnh quay này đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần, khiến cho đạo diễn đến phút cuối phải chuyển thành cảnh hôn nhau thầm thiết như bình thường. Hứa Ngụy Châu đánh rơi Đàm Tùng Vận sau màn quay cuồng. Đàm Tùng Vận bất lực vì quá chóng mặt. Hứa Ngụy Châu thì vui đời nhưng mà Đàm Tùng Vận xanh hết mặt lại rồi kìa. Và sau cùng thì đạo diễn đã phải đổ luôn sang cảnh ôm nhẹ nhàng và an toàn hơn. Những khán giả sau khi xem xong cảnh quay này liền cảm thấy chóng mặt thay cho Đàm Tùng Vận, thậm chí còn trách yêu Hứa Ngụy Châu là nồng nhiệt quá mức. Thế nhưng khó có thể phủ nhận được rằng hai diễn viên vô cùng hợp cạ khi làm việc chung, khiến bầu không khí tại trường quay vô cùng vui vẻ và phấn khởi. Nhưng khán giả cũng cảm thấy tội nghiệp cho Đàm Tùng Vận sau cảnh quay không thể chóng mặt hơn này. Một số bình luận của cộng đồng mạng như sau: trời ơi, quay thời kia mình xem cũng chóng hết cả mặt luôn này. Khổ thân, quay liên tục như vậy thì ruột gan lộn thủng phèo hết lên rồi. Ngụy Châu nhiệt huyết quá, vui quá không kiểm soát được nên thành ra hại con gái nhà người ta vậy đó cả nhà ơi. Tém tém lại đi anh Châu ơi. Bộ phim Phố Ma Dương Thân Yêu giới thiệu bối cảnh những năm 80 siêu đẹp và hoài niệm cùng những câu chuyện phố phường thân thuộc. Đáng nói nhất chính là nụ hôn dưới mưa đầy ướt át của Đàm Tùng Vận và nam chính Hứa Ngụy Châu khiến fan vô cùng hào hức. Đây chắc chắn không phải nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Đàm Tùng Vận, tuy nhiên các fan đều vô cùng ấn tượng và cho rằng Tiểu Môn đã thật sự trưởng thành và có một cảnh khóa môi chân thật, nóng bỏng dưới sự dẫn dắt của Hứa Ngụy Châu. Nam thần thượng ẩn luôn ở thế chủ động, dùng tay đỡ đầu và hôn Đàm Tùng Vận đến cong cả người do chênh lệch chiều cao. Một số khán giả nhận xét về nụ hôn bá cháy của Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu: ôi Vận Môn, đã trưởng thành thật rồi. Dưới mưa chắc lạnh lắm nhỉ, thấy cuốn hút hơn lần với Đồng Uy Long luôn đó. Bộ phim Phố Ma Dương Thân Yêu mở ra câu chuyện tại một khu chung cư vào năm 1984. Tại đây Đàm Tùng Vận và vai cô gái trẻ tên Mã Hiểu Hiểu, năng động và phóng khoáng. Cô có một bạn học kiêm hàng xóm tên Dịch Đông Đông, Ngưu Tuấn Phong. Thế nhưng không biết rằng Đông Đông đã yêu thầm cô từ cái nhìn đầu tiên. Điều đáng cay là Hiểu Hiểu lại cảm nắng và trở thành người yêu của trai hư Âu Tiểu Kiếm Hứa Ngụy Châu, cũng là bạn thân chí cốt của Đông Đông. Từ đó những rắc rối từ từ nảy sinh giữa ba người, chẳng ai biết rồi định mệnh, xã hội đưa họ về đâu. Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu khiến khán giả nhũn tim với hình tượng cặp gái nhà lành và trai đường phố. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.